Tin giáo xứ Sơn Lộc, thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 20 năm linh mục cha xứ Simon. Đúng 10 giờ, chương trình thánh lễ mừng kỷ niệm 20 năm linh mục cha xứ được bắt đầu với đoàn rước từ cuối nhà thờ đến cung thánh. Đi đầu đoàn rước là các em lễ sinh, quý thầy và hơn 20 linh mục. Tất cả quý cha đều là những người bạn đồng hành lâu năm với cha Simon. Tham dự thánh lễ có nhiều tu sĩ và bà con giáo dân, ước khoảng 500 người. Mở lời đầu thánh lễ, cha Simon cảm ơn sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn đã có mặt. Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Ngọc Đức, chánh xứ Tha La đã chia sẻ về đời linh mục. Theo đó, kinh cầu cho các linh mục mà cộng đoàn vẫn đọc và cầu nguyện cho các ngài, để dù là linh mục đang phục vụ trong sứ mạng nào thì vẫn là linh mục, là mục tử mang trái tim yêu thương của Chúa Giêsu để dẫn dắt đoàn Thiên Chúa trong sự hiệp nhất và yêu thương. Ở phần kết lễ, vị đại diện ban thường vụ giáo xứ thay mặt cộng đoàn nói lời chúc mừng, cảm ơn cha Simon, cùng lời hứa sẽ tiếp tục cộng tác với cha trong công việc của giáo xứ để cộng đoàn giáo xứ ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin cũng như thắt chặt tình thân hữu giữa mọi người với nhau. Cha xứ đáp từ bằng lời cảm ơn quý cha, quý tu sĩ và tất cả những ai đồng hành trong sứ vụ với cha. Cha nói, tôi mắc nợ mọi người. Trong niềm vui và hạnh phúc hôm nay, chúng con xin luôn nhớ và cầu nguyện cho cha được tràn đầy hồng ân của ba ngôi Thiên Chúa và nguyện xin mẹ Maria luôn bầu cử cho cha để cha mãi được mạnh khỏe và sống đời phụng sự và phục vụ tràn đầy nhiệt huyết như cha đã từng làm trong suốt 20 năm qua.